Chào các bạn nhé. Đây là cái cuốc bón phân này. Thì mình đã cho vào đây là 3 cân đạm này, màu trắng này. Đây các bạn nhìn thấy đất màu trắng này. Đấy, thì đây là cuốc bón phân hiện tại thì là nó có một cái đường chắn này là mình lắp vào để chắn cho khoảng đất nó đỡ vào cái khe bón phân trên này. Thì cái đường đào của nó rơi vào khoảng 15 cm. Còn cái này là cái khu vực mà mình có thể là điều chỉnh được cái lượng phân nhiều hay ít cho mình. Đấy nhá, mình thì mình thuận tay trái bên này, cho nên mình để cái cuốc bón phân nằm ở vị trí trái. Thế nhiều người thì là có thể là sẽ thuận tay phải, thì sẽ để cái cuốc bón phân ở bên phía tay phải. Thế bây giờ mình sẽ cầm tay trái như này cho các bạn thử nghiệm nhá. Thì đây cuốc bón phân này, khi mà có phân vào thì nó cũng khá là đầm tay, khoảng hơn 2 cân. Thì sẽ ghi các bạn nhé. Các bạn trồng rau màu này hoặc là các cây cảnh này. Đấy, mỗi lần đập này thì là phân nó sẽ vào sâu xuống dưới. Đấy nha. Phân nó vào sâu xuống dưới này. Vào sâu xuống dưới này. Không cần phải lấp đất các bạn nhé. Không cần phải lấp đất rồi luôn. Phân lúc nào không cần phải lấp đất. Không cần phải lấp đất nhá. Rất tiện lợi nhá. Và đây mình sẽ review các bạn là ở trên cái mặt bê tông này. Mặt đường để biết cái lượng phân nó ra vào như nào này. Đấy, đây là ít này. Đấy, ít này. Đấy, nó gần như đều nhau các bạn nhá. Cái lượng đập xuống bao nhiêu, đập mạnh hay ít là phân nó sẽ. Đấy. Và bây giờ mình sẽ điều chỉnh cho phân nhiều hơn này. Đây này. Mình sẽ điều chỉnh phân nhiều hơn này. Mình cho một nửa nhá. Phân sẽ nhiều hơn các bạn nhá. Đây. Đấy, phân nhiều hơn này. Đấy, đây là mình đang điều chỉnh thấp thôi các bạn nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh phân lớn hơn nữa nhá. Lớn hơn nữa này. Đây lớn hơn nữa các bạn nhá. Cứ kéo cao lên thì nó càng lớn nhá. Đấy. 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 Thì đây là phân nó cứ từ ít cho đến nhiều. Rất dễ dàng cho việc vận chuyển các bạn nhá. Đấy. Đây bao phân đằng sau đây. Các bạn chú ý một điều đây là cái bao phân này là sử dụng rất là nhanh. Sau vài cuốc là thì là phân đã bón rất khá tốt các bạn nhé. Đấy, thì ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nhá. Ok, chào các bạn.